Cúp là gì có phải lừa đảo, đa cấp không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm và thắc mắc đặc biệt là những người đang có ý định tham gia cúp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này các bạn cùng tìm hiểu cụ thể bài viết của mô mã.vn dưới đây nhé. Mục lục 1. Cúp là gì? 2. Cúp có phải lừa đảo, đa cấp không? 3. Làm sao để phát hiện và tránh các công ty đa cấp lừa đảo? Khi xã hội phát triển, thật giả và lừa đảo cũng có phần lẫn lộn khiến chúng ta khó kiểm soát và lựa chọn chính vì thế khi có nhu cầu tham gia bất cứ những công việc gì chúng ta đều nên cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra sự lựa chọn thông minh nhất cho bản thân. 1. Cúp là gì? Cúp là một trong số những công ty, doanh nghiệp xã hội và các nhóm xã hội thực hiện bán hàng theo hình thức hợp tác toàn cầu để đưa sản phẩm ra thế giới. Cúp được ra đời dựa trên nền tảng của công ty cổ phần General Bio. Tại đây, đông đảo các hội viên tham gia chia sẻ chính sách, phương hướng kinh doanh để tạo nên các chương trình hay chiến dịch cộng đồng hỗ trợ kinh doanh hợp lý nhất. 2 cấp có phải lừa đảo, đa cấp không? Thực trạng kinh doanh hiện nay có rất nhiều cách cách thúc đẩy quá trình bán hàng khác nhau. Có thể bạn sẽ bắt gặp các hình thức như kinh doanh hệ thống, kinh doanh mạng, kinh doanh thời đại 4.0 với chung mục đích là huy động vốn. Đối với những doanh nghiệp có mục đích lừa đảo thì các bạn cần tìm hiểu kỹ càng để tránh sập bẫy. Hiện nay, cấp là một trong 22 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, được cấp phép, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, báo điện tử vnmedia.vn cấp được biết đến là công ty tiếp thị đa cấp tốt, có kế hoạch tiếp thị và bán hàng rõ ràng, không yêu cầu vốn. Mức lương được chi trả theo khả năng bán hàng với hầu hết các sản phẩm từ mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng. Cúp còn được đánh giá là hệ thống một cửa cung cấp sản phẩm ổn định về giá và chất lượng. Công ty Cúp là gì? Có phải lừa đảo? Đa cấp KHONGCO rất nhiều hình thức bán hàng đa cấp khác nhau. Cấp tiếp thị đa cấp dựa trên chế độ lương phân nhị, lợi nhuận tính theo sản phẩm và các nhà liên kết, mức lương thưởng rõ ràng qua doanh số bán hàng, không mời gọi chèo kéo hay lừa đảo. Cấp cũng được đánh giá là hệ thống cung cấp sản phẩm ổn định về giá và chất lượng. Bán hàng hay kinh doanh đa cấp không phải là xấu, nhưng khi các doanh nghiệp đã làm nó trở nên biến tướng và lừa đảo thì thật sự không nên. Tuy nhiên bán hàng theo hình thức đa cấp đúng đắn và lành mạnh sẽ tạo nên một thị trường kinh doanh cũng như một môi trường làm việc tốt. Chính vì thế, cấp cũng như rất nhiều những doanh nghiệp khác vẫn sử dụng hình thức bán hàng này và đem đến kết quả công việc tốt. Đối với cấp thuộc top một trong số những doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp đã đăng ký theo quy định, nghị định của chính phủ và pháp luật. Chính vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi ứng tuyển và làm việc, không lo vi phạm pháp luật, tạo nên nền vân hoa bàn hàng đa cấp lành mạnh và hiệu quả.